Hello, xin chào cả nhà. Mẹ bầu lại trở lại với một siêu phẩm, đó chính là ăn vụng khi con đang ngủ. Trốn ra, lấy cái chân máy quay, bắt đầu bóc bưu phẩm thôi. Không biết là ai gửi cho mình, làm gì có ai gửi chứ, tự mua tự xử luôn. Trong cái bưu phẩm trị giá 380.000 này có hai hộp cơm, hai hộp lẩu tự sôi tự sướng. Nghiên cứu thử xem có gì hay ho không. Lẩu thịt heo sốt tương, lẩu xúc xích trứng cút, cơm bò xào tiêu đen và cơm gì đây ta, cơm gà ri bọ. Riêng về phần tên gọi là đã thấy hấp dẫn vô cùng. Đúng là dịch thì sẽ đi qua, chỉ có đói bụng là không tha ngày nào. Nó tên là lẩu tự phê, lẩu tự sướng đó cả nhà, tức là dành tất cả mọi thứ cho những người lười như chị. Thích hợp quá trời luôn. Nhà sản xuất có tâm lắm nha, ghi chú cẩn thận rồi đóng gói bao bì vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng mà mua chữ thì cũng như không, đọc có hiểu gì đâu. Lẩu này có tên là xúc xích trứng cút nên đảm bảo hai nguyên liệu đó sẽ có mặt thôi. Tiếp theo là những cái loại gia vị. Ôi may quá, có hướng dẫn sử dụng để tự xử lẩu tự sôi đây nè. Chúng ta làm y chang như vậy là sẽ có một nồi lẩu thơm ơi là thơm. Rồi, như người ta hướng dẫn là cái lớp đầu tiên sẽ là cái khay màu trắng này. Mình sẽ cho cái sợi phở này vô. Phải phở không ta? Không đâu ha, bởi vì nhìn hình dạng giống phở thiệt á, nhưng mà có vẻ là chính nó sẽ trong ra đó cả nhà. Tiếp theo là cái bịch màu đen đen này, không biết là cái gì luôn. À, trứng cút, đúng rồi, bởi vì chị nhìn thấy cái nhân bên trong nè. Cái này thì dễ gọi tên rồi hen, đây là xúc xích. Không biết là heo, bò hay gà nữa, thôi kệ, xúc xích là ta làm láng. Để coi nguyên liệu tiếp theo là cái gì. Một cái bịch màu xanh, bên ngoài có hình cái lá, chắc là thảo mộc, thảo dược gì đó. Và đúng như chị đoán luôn, bên trong gồm có các thể loại rau củ quả. Đỏ đỏ xanh xanh này chắc chắn là cái nguyên liệu để tạo nên cái sự cay, xé lưỡi cay lòi bản họng đây nè. Bên ngoài có hình chú gấu trúc đang xì khói bốc khói là biết ngay cái này là gia vị cô đặc của cái loại lẩu này. Bây giờ mình cho nước vô sắp sắp tất cả các nguyên liệu, sau đó là cái tầng bên dưới. Mình sẽ có một cái miếng để tạo nhiệt. Nhớ là trong cái lúc mà người ta nấu không có cho mặt vô nha cả nhà. Cho tay vô cũng không được bởi vì nó sẽ không có làm cho mình bị đen xì nhưng mà mình sẽ bị phỏng nặng lắm đó. Đó cả nhà hãy nghe thấy tiếng không? Giống như đầu xì lửa hơi nước vậy á. Ui trời ơi, nắng quá. Chan 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 chan, tất cả đã sẵn sàng, mở ra. Nhìn có giống như là hình minh họa không? Không giống lắm, chứ tại bởi vì có lẽ là mình không có hoa tay chuẩn bị trình bày lắm đó cả nhà. Tuy nhiên là tất cả các nguyên liệu thì đều đã ở đây. Ôi trời ơi, cả nhà có cảm nhận được hay không? À, dĩ nhiên là không thể nào mà ngửi ra qua màn hình được rồi đúng không? Nhưng nhìn cái màu đỏ này là cả nhà cũng biết, trời ơi, nó cay, siêu siêu cay. Và cái mùi nó bốc lên phải nói là chảy nước miếng luôn. Tất cả các nguyên liệu thì vẫn còn và không có cái nào bị nhừ hết. Đặc biệt là sợi miếng thì đã trở nên trong suốt rồi đây. Để coi nào, có thể nhìn thấy đây chính là cái em đen thui lúc nãy. Trứng cút đó cả nhà, có 3 trái trứng cút tất cả. Tuy nhiên đã 2 trái bị chị làm bể mất tiêu rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhấc lên thử và ăn xem mùi vị sẽ như thế nào. Cảm giác đầu tiên khi ngửi á là thấy bình thường thôi, nhưng mà cho vào trong miệng, trời ơi, nó giống như là mình ăn một miếng Mentos rất bự. Nó thông mũi, mát họng, sảng khoái dài lâu. Ăn đến miếng thứ 2, thứ 3 là cay thấy mấy ông mặt trời luôn. Mà cái kiểu cay của nó cũng kỳ lạ nữa. Nó sọc lên mũi, nó chui xuống họng, sau đó nó bít luôn lỗ mũi khỏi thở luôn. Đúng là mình ăn cay dở quá. Cái gia vị này nó còn thấm đẫm trong tất cả các nguyên liệu nữa chứ. Vừa ăn vừa phải lấy quạt để quạt cho bớt nóng. Nhưng mà vẫn không quên review cho cả nhà. Đây chính là trứng nấu nước tương. Nó màu nâu nâu, ăn rất là bùi và béo. Đó là những điểm sáng ở trong cái tô này. Và đặc biệt là nếu mà nói là nó có ngon không thì bản thân chị thấy nó không có ngon lắm, hoặc là nó không có phù hợp với lại cái thị hiếu của dân Việt Nam mình, bởi vì nó cay quá, nó kiểu sọc lên mũi, sọc xuống họng vậy đó, tê tê đầu lưỡi nữa chứ. Cho nên là nếu mà mọi người muốn bớt cái độ cay thì có thể từ một tô mà pha thành hai tô để ăn chung thì sẽ đỡ cay hơn. Nói cay là cay vậy thôi chứ cả nhà cũng nên thử tất cả các nguyên liệu xem là cái vị nó khác như thế nào nha. The best của cả cái tô này là cái miếng này nè. Không biết là khoai hay là cái củ gì, tuy nhiên nó ngọt ngọt bùi bùi. Rồi củ sen, rồi cả nấm tai mèo nữa. Phải thử nha. Sau khi thử tính can đảm của mình sau mười mấy phút, nhưng mà cay quá chịu không nổi. Đóng lại, chờ anh Khôi về ăn giùm nó chứ không chịu nổi nữa rồi. Coi nè, miệng nè, sưng chù dù, mồ hôi chảy nhễ nhại. Thôi, bây giờ đi vô ngủ lại với em bé thôi. Bye bye cả nhà.